Hello, chào quý vị và các bạn, mình lại với kênh YouTube Xà Lan miền Tây nha. Thì hôm nay mình đi về tới Âm Tận các bạn ơi. Thì Xà Lan khá là đông và rất là nhộn nhịp nha. Mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn cùng xem nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem cảnh Xà Lan ở Âm Tận nha các bạn. Đây thì Xà Lan đang đi dầm nha các bạn ơi. À, chiếc này chở đá xây dựng nha. Cái này biển Vĩnh Long các bạn ơi. À, để mình về cận cảnh cái anh thuyền trưởng anh đang ngồi thuyền trưởng cái xà lan nha. Đó, anh quay đó các bạn. Thì chiếc này là lái trợ lực nha các bạn, quay rất là nhẹ nha. Đang nhóm ra lên các bạn, khói miếng nha, nhóm lên anh ơi. À, mấy em nói gì anh nhóm ra lên các bạn ơi. Tay nha. Các bạn thấy những cái vỏ xe tải người ta treo hai bên đó là để người ta làm đụng bên cái độ ma sát hai chiếc xà lan đó, nó khi đậu lại nó giảm cái độ ma sát các bạn. Thấy rất là nhiều những chiếc bạc đang chạy vô dầm nha. Ở đây là dầm từng nha các bạn. Ba chiếc này đang đuôi nhau tranh nhau vô dầm nè. Hát cái điều gì vậy? Vô dầm mà chạy lộn xả cho nha các bạn. Có người ngờ
Em từng này thì các phương tiện chạy lộn xả cho các bạn, chỗ nào trống chạy cho bạn thấy đi ngược chiều xuôi chiều tá lả cho nha. Rồi cái đập kéo này tiếng vô của động cơ nổ nghe dữ quá bạn, giống như cái cục cát, như cái đống rơm nó trôi trên sông vậy các bạn. Wow, chiếc này 1 lít luôn các bạn ơi. Xuồng người ta bắn cá tép rồi các bạn. Không, để mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây thì người ta ngư dân người ta đóng đáy đó, ta có tôm cá này kia, ta bán cho những chiếc xà lan đang neo đậu đây nè. Tôm sắt hả? Đây là tôm sắt các bạn. Không? Mua nhiều đi. Có nhiều đó trời. Lúc này đồ này mắc. Đồ thiên nhiên mắc lắm, trên bờ cũng mắc. Xong phim. Ủa, tí chậm hả? Nói được rồi, đi đó đi. Đây là những chiếc bạt cát đang thả neo để đợi nước lớn để đi lên Sài Gòn đây các bạn ơi. Thì những chiếc cát này là lấy cát ở miền Tây lên nha. Tới đây nước Gòn họ đậu rồi, đợi nước lớn họ đi lên hướng trên Sài Gòn. Còn mình hiện tại xà lan mình đang lấy đá ở Đồng Nai nè. Mình đang đi về tới đây, mình cũng chuẩn bị đợi nước lớn để mình vào kinh Cần Giuộc Long An để mình đi về dưới miền Tây nha. Đây các bạn thấy là những chiếc bạt cát đây các bạn. Và có anh kia đang giật bên bảnh đó các bạn, cũng là chở cát nha. Các bạn bạn nào thích xem những cảnh sông nước và những chiếc xà lan siêu to khổng lồ, bấm đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Để mình mau đạt được cái mốc 1000 người đăng ký để mình có thêm động lực để mình làm nhiều video đẹp mắt hơn nha các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy sông nước mênh mông các bạn ơi. Hướng này là đi ra biển nha các bạn. Chiếc này là chiếc tự hành biển số. Yeah. Tâm sắc đây các bạn, bạn thấy cảnh ở dầm từng các phương tiện xà lan ra tới đây thì đi lên ra tới đây cũng đậu đợi nước, mà đi về ra tới đây cũng đậu đợi nước lớn nha các bạn. Nước lớn thì nó chảy ra hai hướng, một hướng nước lớn đổ về miền Tây và một
đổ về Tiền Giang một hướng này, để đổ về trên nước lớn, đổ về trên Sài Gòn nha, thành phố nha. Các phương tiện ra tới đây nước rồng thì đều đậu đợi nước hết. Các bạn thấy rất là nhiều nha, xa xa đằng kia. Hàng trăm hàng ngàn phương tiện có trận lớn đang đậu đây đợi nước nha các bạn. Thì toàn bộ là thả neo nha. Hầu như là thả neo hết. Đây các bạn. Wow, mấy nó có chiếc xà lan chắc của An Giang quá các bạn ơi. Thấy đẹp quá. Chiếc cái gì màu vàng đó chắc của An Giang đấy các bạn. Đây các bạn xem thấy khá là nhiều xà lan đậu nha. Thì phía sau chiếc kéo có một chiếc xuồng xuồng giàm đang bán đồ ăn đây các bạn, bán nước đá này kia là cho các phương tiện xà lan nha. Thì bên tàu kéo có một chị gái đang mua rau này, chị đang mua rau muống nha các bạn. Thì ở sông cũng khá là tấp nập nha các bạn. Theo cái điểm mà điểm dừng chân của những phương tiện đó thì có những chiếc xuồng giàm này bán đồ ăn nè, bán các thứ dụng cụ xà lan cần thiết nha. Đây các bạn, đây là một chiếc xuồng xuồng hàng nha. Các bạn đang nhìn thấy trên môi của chiếc xuồng hàng này có những bình nước suối này kia rồi nè, ta đổi nước như bình ga đây các bạn. Thứ mà xà lan cần là có hết. Nói sao có chuồng gà nữa các bạn, bán gà dịch đủ thứ chơi. Xà lan nổi, xà lan khẩm rất là nhiều nha các bạn. Đây có chiếc xà lan này nổi nè. Wow, chiếc này chở mấy cái cọc cái gì đấy các bạn, chở hướng miền Tây lên nha. Wow, cái chiếc xuồng giàm lúc nãy qua bên đó bán cho hai chiếc xà lan bên đó nữa các bạn ơi, buôn bán cũng là khá là nhịp nha. Ở trên này thì có hai chiếc xà lan nổi đang đi ra rồi. Chiếc này cũng số Bình Dương. Và chiếc đằng sau này cũng khá là lớn, có gắn dàn máy gì mình thấy mà ngộ bạn ơi. Cái bình nước gì quá. Đây là một chiếc bon cát nha các bạn. Có một chiếc tàu ủi ở đằng sau đẩy đó. Ủa, gã khổng lồ đang trong giàm đi ra các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn thấy cái mắt kìa. Còn chiếc này đang quay đầu. Quay đầu cũng nước luôn, nhiều quá. À, chắc quay đầu lại đậu chung với cái chiếc bên đây, hai chiếc đây các bạn. Thank you.
quá, ta kéo qua Hiệp Thành luôn. Hiệp Thành này phương tiện xà lan tự hành và xà lan bon với tàu đẩy này rất là nhiều nha các bạn. Vô chợ gạo mình quay hầu như là thấy Hiệp Thành nhiều hơn của người ta rất là nhiều luôn. Trong chuỗi Hiệp Thành là chất giàu lắm các bạn ơi, rất là nhiều phương tiện. Đây quay lại gã Cổng Lồ lúc nãy đây các bạn, lại tới mình đây. À, quá trời xích xà lan các bạn ơi, chở nguyên cái dàn ống gì cũng lồ luôn các bạn. Và cái mạng, xem cái mạng này, mạng khô nó 4m4 luôn các bạn. Và con này đang lấy cái đoạn chơi xuống chuẩn bị cặp chiếc nào gì đây, nhìn giống như một gã Cổng Lồ luôn các bạn ơi. Một cabin nha, biển số Sài Gòn. Chứ thấy bởi vì mà chạy có một máy nha các bạn ơi, thấy có một cái bánh lái à. Và sát bên chiếc tàu kéo trước luôn các bạn. Mình phát hiện ra một chiếc Thống Nhất đang đậu phía trong các bạn ơi. Thống Nhất 20, đúng rồi. Thống Nhất 20 đang đậu ở dầm Tầng để đại nước lớn đi về miền Tây nha các bạn. Ôi, các bạn thấy khá là nhiều xà lan. Cúm lạnh cho các bạn. Chiếc cabin màu vàng đó là của An Giang đó các bạn. Phía trong thì cũng rất là nhiều nha. Những cái Khổng Lồ. Đây có một chiếc xuồng hai vợ chồng của chú này bán cá đây các bạn. Mình cũng thường mua cá của hai chồng chú này lắm nè. Nhưng bữa nay nãy vô giờ mình không thấy nên mua của cái chiếc ra ngoài kia rồi. Chú này đang chạy theo chiếc tàu kéo, đang kéo chiếc bon này bán cá đây. Bạn thấy chiếc tàu kéo đây, đang kéo cái chiếc bon ở phía sau. Tốc độ cũng khá lẹ nha các bạn. Mình quay lại cái gã Khổng Lồ ở đây nha các bạn. Chiếc này chắc mình đón là chở hàng khô, đây cũng có nắp hầm ton đậy giống của mình đây các bạn. Đây phía trong cũng rất là nhiều xà lan Khổng Lồ nha. Chiếc nào chiếc nấy cầm cầm không các bạn ơi. Để chiều gì mình về tới chơi gạo mình tiếp tục quay cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn xem video thứ hai hãy bấm nút đăng ký và cho mình xin một like nha các bạn. Để ủng hộ cho mình mau đạt được 1.000 người đăng ký nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.